Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua và sáng hôm nay, đã có thêm hơn 2 triệu 600 000 liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX về đến nước ta. Đến nay, cả nước đã phân bổ 70 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số 97 triệu 600 000 liều. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 đến 12 giờ trưa nay, cả nước đã tiêm hơn 74 triệu 350 860 liều vaccine và cùng giới phân bổ 180.000 liều vaccine phòng COVID-19 Abdala mà chương trình hôm qua có đề cập, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã quyết định phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca cho các đơn vị. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố được phân bổ 7.000 liều để tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên được thuộc diện thành phố quản lý và dự phòng điều phối. 93.000 liều còn lại được phân bổ cho các quận quyện để tiêm mũi 2 cho người đến hạn tiêm và cho người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm. Ưu tiên cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, bệnh mạng tính, người trong khu cách ly, khu phong tỏa, khu dân cư, đang có mức nguy cơ cao, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Quỹ ban nhân dân các quận huyện phải có danh sách cụ thể số người tiêm đã được cập nhật thông tin đầy đủ trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, kiểm tra, rà soát danh sách tiêm trước khi phân bổ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.